chúc mừng và mời đại diện của Harley Group ra đời với sứ mệnh khỏe đẹp cho cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy, Harley Group luôn cam kết mang đến cho quý khách hàng các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp toàn diện, hiệu quả cao và chính hãng như mỹ phẩm nhập khẩu, viên uống trắng da, sản phẩm giảm cân an toàn, collagen chống lão hóa.